lên. ST không, ST ST không dám lên. Không, ST không lên đâu, mèo lên đi. ST không mình lắm. Thôi cho Lê Dương phải làm đâu. Hai anh chị hãy làm em nở mày nở mặt nào. Thôi lắm, nó giỏi lắm. Thôi thôi, ST giỏi lắm. Giỏi cái gì? Ủa cái gì tự nhiên lấy thịt đèn ngồi được mà nhát như vậy? Em đấu với Hoàng Yến. Tự nhiên đấu với gái. Em gái hả? Chơi à? Đó, quán quân gặp quán quân nè. Quán quân gặp quán quân nè. Thưa quý vị, hôm nay rất kịch tính, quán quân gặp quán quân hoài. Ai lên trước nè? Sushi ạ. Sushi. Thẳng. Chơi kỳ, chơi kỳ vậy? Người ta đơn giản thôi à. Rồi, thắng được quyền quyết định. Thưa quý vị thân mến, Lê Dương Bảo Lâm là một người rất thông minh, nhanh nhẹn và hài hước. Điều đó sẽ hợp với Harry Won, xin mời. Lâm ơi Lâm. Em chào chị Harry. Lâm có biết là tại sao Harry phải tới đây không? Tại vì chị Harry là một cái gì đó là may mắn đối với em. May mắn đối với em. Không chán dễ sợ. Chị Harry bữa fan chị vô chửi em quá trời chị. Trời ơi, hổn quá vậy. Thôi chửi em quá trời luôn. Lúc nào? Lúc mà hả em ăn hiếp chị Harry đó. Rồi tẩy chai đi Vũ Lâm, tẩy chai đi Vũ Lâm. Em vô xin lỗi từng comment. Dạ xin lỗi 1000 cái xin lỗi luôn. Trời trời. Em hối hận rồi. Không phải fan Harry đâu. Với ai anh? Trấn Thành comment á. Hả? Không phải vậy đâu anh. Chơi mét chồng. Nói cái kỳ vậy. Không phải vậy chị. Chữ nữa là... bây giờ. Không mà nói vậy thôi. Thật ra thì cái tập đó thấy tội nghiệp quá, bị dập tan nát quá. Xong Harry cũng phải vô cái YouTube. Em phải vô cái đó. Xong em nói là Lê Dương Bảo Lâm ở ngoài rất là nhìn là không có ai nghĩ gì hết trơn. Con nói vậy. Thưa quý vị là các anh em, các bạn cũng đừng có ngại về chuyện đó. Bởi vì sao? Một hai người chửi, còn cả ngàn người yêu mình thì sao? Đừng buồn. Đừng buồn. Cái dù là cái tuyệt đối anh. Đúng rồi. Tuyệt đối đó. Với lại tụi em, thưa quý vị, là tụi em làm chương trình, cái mong muốn lớn nhất vẫn là mang lại niềm vui cho quý vị. Mà trong cái vui thì đôi khi có những cái câu từ anh em nói với nhau hiểu, nhưng mà khán giả nhiều khi ê sao kỳ vậy. Không, mình giỡn mà. Nhưng mà không sao, hai người chửi sao bằng 2000 người đang ngồi xem mình. Nói chung là mong cái vị khán giả Harry với Lê Dương Bảo Lâm không có một cái vấn đề mâu thuẫn nào xảy ra cả. Hai chị em rất là yêu thương nhau. Tùy, cái đó tùy á. Hơn thôi nha, sau cái này mà lỡ trả lời được có chuyện đó nữa mà 5-6 câu thì ok. Chứ được 1-2 câu là... Nè, chứ không được hồi cọc nè. Vũa sẵn cái mỏ rồi kìa đó, Lâm đó, thấy không? Vũa cái mỏ rồi. Kính thưa quý vị, Lê Dương Bảo Lâm đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ca sĩ nào lười yêu nhất showbiz Việt? Ca sĩ lười yêu nhất hả? Dễ. Dễ. Ca sĩ nào? Ca sĩ lười yêu nhất, chị Khải Như. Tào Lao. Khải Như, Tào Lao. Tào Lao nha. Bảo Anh. Đúng. Quên, em nhớ. Nhưng mà bây giờ không biết câu trả lời. Chị Khải Như giờ chưa có người yêu là em tưởng chị lười yêu. À. Chứ bây giờ 35 tuổi rồi không có người yêu là lười yêu rồi chứ gì nữa. Chứ gì nữa. Đừng đụng tới nhỏ em thôi. Sao tổn thương? Sao không sao? Nhưng ơi chị tổn thương quá. Sao em ổn quá em ổn chị? Em đổi bộ câu hỏi được không ạ? Bộ này xui rồi đó. Rồi câu hỏi tiếp theo. Ca sĩ nào có chọc cũng không nhột, có đánh cũng không đau, có buồn cũng không hề thể hiện? Anh Hồ Quang Hiếu. Lên. Wow. Ủa sao biết rõ? Rồi anh Hiếu là bạn thân nha mà. Bài gì, bài gì? Không cảm xúc, đánh cũng không, chữ cũng không, cái gì cũng không hết trơn là không cảm xúc. Đúng rồi. Hay quá Lâm ơi. Hay quá. Cái này cũng có thể biết luôn. Ca sĩ nào hay hứa mà không làm? Ưng Hoàng Phúc. Anh Ưng Hoàng Phúc ơi. Bài hát gì? Hứa thật nhiều, thật hứa thì cũng thật nhiều. Chính xác, đúng rồi. Cứ như vậy. Rồi, hết bài hát rồi, hết bài hát rồi. Khi bị thu hút bởi người khác giới, bộ phận nào trên cơ thể bị giãn ra? Bị giãn ra hả? Đúng rồi. Nam hay nữ à? Nam nữ luôn hả? Cái này thì không biết. Nam nữ luôn, khác giới luôn. Là được rồi. Con người, nói chung là con người. Đồng tử giãn ra. Ê, cái này em không biết luôn á. Em nói đại thôi. Thấy rồi thấy gái, trời ơi, thấy gái sáng mắt ra. Em nghĩ vậy thôi. Đúng rồi. Đồng tử nó giãn ra. Đồng tử giãn ra. Hay quá à. Rồi, chơi chữ nha. Tết ở miền Bắc thì gọi là gì? Tết ở miền Bắc. Chơi chữ nha. Tết miền Bắc. Tắt miền Bắc. Tết miền Bắc. Tắt miền Bết.
Tết bắt tắt bếp. Tắt bếp, Tết bắt. Tết miền. Nhà nhớ nhà Tết ở Xuân Bắc. Chính xác. Hay vậy trời. Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Tên gì nghe là đã thấy nóng? Tên gì nghe đã nóng? Tên gì? Ủa này là gì? Câu gì vậy? Tên gì nghe là đã thấy nghe nóng? Đó là câu đó đó. Lửa. Đáp án là? Tên lửa. Quá dễ mà. Quá dễ. Cây gì luôn mang trong mình hai thứ bệnh? Là cây... Cây ho lao hả ta? Cây ho vừa lao. Cây thận, cây... cây mía. Mía cây là cây... mía lao. Mía lao. Cây... cây ống chích. Cây... mù ung. Là dừa. Hay quá. Hay quá Dương Lâm. I love you. Cao gì không dùng để xoa bóp? Cao gì? Dễ mà. Cao Thái Sơn. Đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý. Hợp lý. Anh Cao Thái Sơn ơi. Châu lục nào trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Là châu gì, châu gì? Có một châu lục. Bây giờ liệt kê ra đi, châu gì có châu gì? Đất liền ở bốn bán cầu. Có châu Bùi nè anh. Bậy đấy. Châu Bùi đúng không? Châu gì à? Có châu Bùi, châu Đăng Khoa. Châu Gia Kiệt. Châu Đăng Khoa. Châu lục nào? Châu lục nào? Châu Á, châu Phi, châu Âu. Châu Âu. Nào? Bốn bán cầu đều có đất liền. Nằm ở đó, châu gì? Sao cái miệng anh vậy? Châu châu nào bự nhất vậy? Sao cái này nó rung vậy? Dễ mà. Dễ mà. Châu Nhuận Phát. Châu Phi. Trời ơi. Lên trên lẹ. Hai câu nữa nè. Yeah. Dễ thôi. Lên. Rồi lắng nghe nha, lắng nghe nha. Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì? Một xương sống, một đống xương sườn. Một xương sống, một đống xương sườn. Một xương sống mà một đống xương sườn là cây xương rồng. Sai, thưa thưa, tôi chưa chốt. Một xương sống, một đống xương sườn. Cái lửa. Cái lửa. Cái lửa. Câu hỏi cây xương rồng. Quá luôn rồi luôn. Em tại vì thấy lâu lắm ấy, Lê Dân bảo là lên dưới số 9. Chị muốn giúp thì cho em lên luôn được không? Lên luôn. Lên luôn. Trời. Hay quá. Ôi, ra đi. Dơ. Sao lên được vậy? Đây đây. Rồi lắng nghe nha. Tiến đến năm 2011, bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Vậy đọc lại đi ạ. Bánh mì áo dài và từ gì trong tiếng Việt đã được đưa vào từ điển Oxford? Vỡ. Bây giờ nè, cái xe mình còn trên kia giờ lên lại đi anh. Mình xuống cái chân hoành trái nè. Em lên luôn rồi. Thưa quý vị, đây là 20 triệu đầu tiên ở mùa này đã thuộc về Lê Dương, Bảo Lâm. Rồi, về. Yeah. Chơi gì nữa? 20 triệu rồi chơi gì nữa? Chơi gì nữa? Về. 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 Kẹp ST về luôn. C. Rồi, tới rồi. Đến đặt cà sữa liền nha em. Hay quá. Bây giờ mình nữ báo cho anh Ti biết gì chưa? Dạ.
ST rồi. Mời ST vào nào. Như vậy là Lê Dư Bảo Lâm dù rất cố gắng chỉ mang về hai đáp án chính xác, rất tiếc. Chán ghê. ST chỉ cần ba đáp án là chiến thắng. Trời ơi, anh thật sự ngu ngốc. Có nhiêu đó mà trả lời cũng không xong. Bởi vậy, anh không dễ sợ luôn á. Dễ sợ. Dễ không mọi người, dễ không mọi người. Dễ, dễ lắm. Ráng lên. Chị tin em. Anh phải làm nên lịch sử của anh như chớp. Em ơi, 10 câu nha. ST là người rất nhiều lần lên vị trí 8-9, rất nhiều. Nhóm 3-5 được cái là anh thông minh. Bây giờ là 2 phút dành cho ST sân thạch. Dễ nha. Ca sĩ nào lười yêu nhất showbiz? Lười yêu Bảo Anh. Lên. Ngay gu, ngay gu. Ca sĩ nào có chọc cũng không nhột, có đánh cũng không đau, có buồn cũng không thể hiện? Vậy là không cảm xúc. Hồ Quang Hiếu. Lên. Buồn. Bình tĩnh nha. Anh đừng có buồn. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Từ từ thôi nha. Từ thôi. Phải từ từ nha. Ca sĩ nào hay hứa mà không làm được? Hứa thật nhiều, tức hứa thì cũng thật nhiều. Ừ hoặc không. Ngay bộ này rồi. Khi bị thu hút bởi người khác giới này chết à. Bộ phận nào trên cơ thể bị giãn ra? Bộ phận nào bị giãn ra? Em nghĩ rằng là liên quan tới mắt thì chắc là con ngươi, trong mắt hay là cái... Lên! Cái này em biết, tại vì em đã từng biết cái câu này rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đồng tử giãn ra. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nha. Cố lên. Đây là một câu chơi chữ cho vui nè. Tết ở miền Bắc thì gọi là gì? Tết ở miền Bắc. Xuân Bắc. Lên. Ủa sao lên nhanh vậy? Tên gì nghe là đã thấy nóng? Tên gì? Trong đáp án có chữ tên. Tên lửa. Lên. Bây giờ nha. Phải giữ. Anh phải bình tĩnh. Đúng rồi. Anh phải làm nên lịch sử của chương trình nhanh chị đó. Chị với chị mẫu người lên một bên. Trời. Rồi bởi mày lên ta. Cố gắng nha. Cố lên nha, cố lên. Cố gắng nha. Bình tĩnh nha. 10 câu nha. Cố lên. Cây gì luôn mang trong mình hai thứ bệnh? Cây gì? Khó. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Suy nghĩ liệt kê. Không biết rồi này, không biết rồi. Kê ra. Cây gì luôn mang trong mình hai thứ bệnh? Đúng. Chơi chữ. Hoa hậu. Cây... Cái gì vậy? Cái gì vậy? Anh đang im lặng, tất cả im lặng. Nhiệt kế, cây nhiệt kế hay là... Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cây... Bình tĩnh em té nha. Hai thứ bệnh hả? Cây... cây... cột điện, cây nóng lạnh. Thứ bệnh... Ê, giờ em xuống không được rồi sao? Cây... mù u. Nghĩ là mù với u đầu. Yeah. Cây mù u là vừa mù vừa u đó. Cao gì không dùng để xoa bóp? Cao sơn thạch. Hả? Rồi cao bá hùng. Hả? Hả? Đúng rồi. Lên. Đúng rồi. Châu lục nào trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Châu lục nào ở trên trái đất có đất liền ở bốn bán cầu? Đều có, cái châu lục đều có đất. Có đất liền á anh? Dạ, đất liền nằm trên bốn bán cầu. Châu... châu... Phi. Lên. Hay quá. Hả kìa. À. Trời ơi, hay quá Phi ơi. Hay quá. Cùng phòng thủ quá. Câu này khó, im lặng nhé. Một xương sống, một đống xương sườn là cái gì? Một xương sống. Một đống xương sườn. Một đống xương sườn, cái lược. Đây là lần đầu tiên một bộ câu hỏi có hai người trả lời đều lên vị trí thứ 10. Quá hay. Ghê chưa? Hai người đều vị trí thứ 10. Nhưng chỉ có một người 20 triệu, đó là Lê Dương Bảo Lâm. Ủa sao vậy? Ủa sao vậy? Em trả lời trước, có một giải duy nhất trong mỗi số phát sóng. Có giờ sửa không? Có giờ sửa luôn. Có giờ sửa chứ. Hay quá Phi ơi.
quá hay. Tôi đã nói rồi mà, nhóm 3, 6, 5 toàn là những người thông minh, chơi gì nữa, về đi rồi. Em nghĩ là tại em không cần trả lời đâu, em thua cũng được. Lần đầu tiên trong chương trình Tranh Như Chớp sau nhiều mùa, một cặp thí sinh trả lời một bộ câu hỏi, hai người đều 10 câu hết, khủng khiếp không?